này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành bốn tịnh lự là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn tịnh lự hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn tịnh lự hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn tịnh lự hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của bốn tịnh lự còn không có sở hữu huống là có bốn tịnh lự hoặc thường hoặc vô thường hoặc là hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của bốn vô lượng bốn định vô sắc còn không có sở hữu huống là có bốn vô lượng bốn định vô sắc hoặc thường hoặc vô thường hoặc là hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành tám giải thoát là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành tám giải thoát hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám giải thoát hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa, chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tám giải thoát hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa. Chẳng hành tám thắng xứ, chín định thứ đại, mười biến xứ hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của tám giải thoát còn không có sở hữu huống là có tám giải thoát hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh tánh của tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ còn không có sở hữu huống là có tám thắng xứ chín định thứ đệ mười biến xứ hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh